Chào cả nhà trở lại. Mật mã Tuất ở tháng và năm sinh. Tuổi Tuất hoặc người sinh tháng Tuất, bao gồm cả sinh tháng Tuất, là một mật mã rất đặc biệt Khải Toàn vô cùng ngưỡng mộ. Khải Toàn xin chia sẻ người tuổi Tuất hoặc sinh tháng 10, tháng 11, thường là tháng Tuất. Mật mã đặc biệt này trong mệnh lý bát tự tứ trụ có Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thường được gọi là tứ khố, tức là bốn loại thương khố. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thường đại diện cho đất đai, nhà cửa, lòng bao dung ban phát. Mời cả nhà tra lịch vạn niên hoặc vào website một tra lá số, điền ngày giờ sinh vào sẽ truy vấn được tứ trụ. Tính cách một người được xét theo nhật can, tức mệnh ngày sinh, và hai trụ tháng và năm sinh. Mời nhìn hình minh họa. Trong tứ mật mã này, Tuất là hỏa khố, Tuất có những tính cách rất khác biệt. Những người có mật mã này đều đặc biệt. Trong các phần tiếp theo, Khải Toàn nêu vài lá số mệnh lý thực tế của những vị gia chủ có mật mã Tuất này. Tuất ở tháng hoặc năm sinh là mật mã đáng tin. Họ không quá ồn ào, không quá trầm lắng. Họ không kiệm lời, họ chọn lọc lời nói và đối tượng để nói. Người sinh năm hay tháng có chữ Tuất, nếu mệnh ngày sinh tức là nhật can, thuộc mộc hoặc thuộc thủy, có nhiều cơ hội tài lộc. Đặc biệt ba trụ còn lại là Thìn, Sửu, Mùi là mệnh giàu có, vì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là tứ khố, là bốn cái kho. Tính cách mật mã Tuất. Mật mã Tuất là người có tầm nhìn xa trông rộng, thích kinh doanh mua bán, nắm bắt cơ hội rất tốt. Họ là những người luôn lao đầu vào công việc, tuy nhiên vẫn khéo léo dành thời gian cho gia đình. Chữ Tuất xuất hiện ở tháng hay năm sinh đều đặc biệt, nhất là ở tháng. Thông thường sinh vào giữa tháng 10 đến tháng 11 dương lịch là tháng Tuất. Họ là những người theo chủ nghĩa háo thắng nội tâm. Những gì họ đề ra phải cố gắng hết sức để đạt được, để hoàn thành, không vì danh lợi, chẳng vì muốn chứng tỏ với ai. Họ mong muốn hoàn thành mục tiêu chỉ vì vượt qua chính bản thân, muốn hoàn thiện bản thân nên gọi là háo thắng nội tâm. Trong gia đạo, người có mật mã Tuất này thường cực kỳ bảo thủ khi bên vực con cái, ưu tiên che chở con cái trước, dù người ngoài đúng hay sai, họ vẫn bên vực trước. Sau đó, phân tích thiện ác cho con cháu sau. Họ là những người xem trọng gia đình, thích sống cùng nhiều người thân yêu. Và đa phần họ không chỉ giỏi kinh doanh, họ là những người có tài giao tiếp. Điều này Khải Toàn vô cùng khâm phục và hâm mộ người có mật mã Tuất trong tứ trụ, họ rất khéo giao tiếp. Vài người có mật mã Tuất. Tuất là hỏa khố, đại diện cho tứ khố, thường đại diện cho đất đai, nhà cửa, ban phát, lòng bao dung. Bản tính của Tuất làm lì, háo thắng nội tâm, luôn muốn chứng tỏ thành quả của bản thân mình. Đa phần họ có khiếu kinh doanh, là nhóm người thiên về gia đình, trọng gia đình. Chữ Tuất ở đây bao hàm cả tháng sinh và năm sinh, xuất hiện ở hai trụ tháng hoặc năm sinh, thường là mệnh có cơ hội tốt về công danh, biết thu phục lòng người. Sau đây là vài lá số tứ trụ của những vị gia chủ có chữ Tuất ở tháng hoặc năm sinh. Họ vừa tài giỏi, đáng tin, giỏi kinh doanh, giỏi giao tiếp, yêu thương gia đình, thật đáng ngưỡng mộ. Đầu tiên, mệnh ngày sinh này sinh ngày Quý Thủy, sinh tháng 9 năm 70, nguồn tài phú và công danh rất dồi dào. Hiện tại công ty của anh gần 500 nhân sự trong và ngoài nước, là một vị thiện tri thức đáng quý mến. Thứ hai, bạn trẻ này sinh tháng 10 năm 93 tên Đức. Trước 30 tuổi đã tự kinh doanh, mua được nhà cửa, đất đai, xe cộ, thành công trong công việc kéo dài nhiều năm. Người này sinh ngày Mộc Dương, ngày sinh Dương tướng mạo thường cao lớn sẽ dễ hành vận. Thứ ba, anh diễn viên nổi tiếng này sinh tháng 10 năm 82, tuổi Tuất sinh tháng Dậu, cực kỳ khéo ăn nói. Mệnh có chính tài ngay trụ tháng sinh, trong tứ trụ, trụ tháng sinh có lực mạnh nhất. Mệnh thổ dày đại diện cho tích trữ ban phát. Nhưng người có chữ Tuất muốn thành công thường là kép phụ, thường đứng thứ hai. Làm kép chính hay đứng đầu sẽ nhiều sóng gió và khó thành công hơn. Thứ tư, bạn trẻ này sinh năm Tý tháng Tuất, mệnh sinh ngày Quý Thủy âm, nguồn tài hỏa dồi dào, thổ trong mệnh bất tận. Tuy trẻ tuổi sở hữu nhiều nhà cửa đất đai, trong làm ăn quen biết nhiều mối quan hệ lớn. Trên là vài vị trong số nhiều vị có mật mã Tuất Khải Toàn đã xem và kính trọng.
cả nhà cha lịch vạn niên, xuất hiện chữ Tuất ở tháng hay năm sinh, tức mệnh có một mật mã đặc biệt. Người có chữ Tuất trong tứ trụ không chỉ giỏi kinh doanh, thích làm ăn mua bán, luôn nhìn thấy cơ hội và dám đương đầu với thử thách. Người nhìn thấy cơ hội không ít, nhưng người dám thực hiện cơ hội trong làm ăn không nhiều. Chính vì thế họ thất bại nhiều lần, nhưng cũng vì thế họ chuyển mình tài trí hơn sau mỗi lần thất bại. Khải Toàn đã nghiên cứu mệnh lý cả ngàn người và khâm phục người có mật mã Tuất này, vì tài kinh doanh, đáng tin, giao tiếp khéo, bảo vệ gia đình hết mực. Trong đời sống hàng ngày, người giỏi chưa hẳn đã thành công. Người giỏi lại biết đối nhân xử thế, biết thu phục lòng người, sớm muộn sẽ thành công. Người có mật mã Tuất là người hội đủ những ưu điểm ấy. Họ cực kỳ khéo léo trong giao tiếp. Ngay cả khi xảy ra xung đột giữa các bên, họ có tài ăn nói và biết thu phục lòng người. Người không bị mất bình tĩnh giữa xung đột quyền lợi là người trí. Lá số có mật mã Tuất cũng như thế. Họ không vì lợi ích nhất thời mà lu mờ lý tánh. Đối nhân xử thế tốt là một điều thiện giúp họ thành công trong cuộc sống. Nhiều người than rằng tôi sinh năm này khổ, năm kia khổ. Chư vị nên biết mỗi con giáp, mỗi mật mã cho ra khác nhau. Con giáp nằm ở mỗi trụ trong tứ trụ đều cho ra kết quả không như nhau. Xét mệnh chi tiết cần cả đến ngày giờ sinh. Xét mỗi năm sinh khó lòng chính xác, nhất là xem đại vận tiểu vận như thế nào. Mỗi mật mã có ưu và khuyết khác nhau. Ví dụ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là nhóm bình hòa, bao dung, đối nhân xử thế tốt, biết thu phục lòng người. Nhóm Tý, Ngọ, Mão, Dậu cực đoan, quyết đoán, đáng tin nhưng thiếu thích nghi. Nhóm Dần, Thân, Tỵ, Hợi giỏi thích nghi, hòa mình nhưng thiếu quyết tâm lớn. Vì vậy không có mệnh nào sướng hết hay khổ hết. Phàm là con người, có thân là khổ, có sinh, già, bệnh, chết là khổ, có thọ tưởng, hành thức là khổ. Khác nhau ở người tỉnh và người mê. Khi mê, cảnh vật làm mình khổ. Khi tỉnh, tâm mình tự chuyển, tự mình an vui. Để đạt đến lìa khổ được vui, cần một phương pháp, cần một thời gian hành trì, cần công phu tu học, học pháp Phật, tu sửa tâm, đoạn ác hành thiện. Dù bạn tuổi gì, không còn thấy khổ nữa. Nếu vẫn còn thấy khổ, tức bạn chưa đủ công phu tu sửa. Hãy toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.